Rồi, chào tất cả anh em. Sáng nay đi săn được mớ sáp. Hôm nay có hai cái tuyệt phẩm, bọc vàng dày luôn, bọc cả đít lẫn lẫn ấy luôn nha, lẫn mặt lẫn niềng lẫn đồ lẫn bọc hết. Một cái nữ cái nam hai cái đều bọc vàng hết nha. Cơ cót cái nào cũng cơ cót hết, nó chạy lần là chạy nữ đi trước, đây nữ trước nam sau, thường thường vậy. Phụ nữ nó để ra là đàn ông, nếu mà tính dai thì nữ trước, thường thường là người ta kêu vợ chồng chứ không ai kêu chồng vợ nha, bởi vì nữ cái chỗ đó cái chỗ gớm hơn nên mình là nữ trước. Cái này nam cũng không đeo được chứ cũng không nữ nữ đâu nha. Nó chạy bằng cái kim dưới á, cái kim nhỏ ở dưới á nha. Cơ cót bọc vàng từ mặt hết nha, dày luôn. Để mình lấy cái thước đo coi. Rồi còn mới sát cơ nữa anh em lấy. Rồi mình đo trước cái size xây ngang là 24, 25, xây dọc là chưa tính càng 30. Cơ cốt vẫn còn dày hoạt động bình thường. Anh em vô dây mà vô dây xịn cho 100.000. Dây da nè, nó chạy bằng cái chỗ này nè nha. Kim dây chạy bằng chỗ này nè. Anh em cứ lên dây cót là nó hốt thôi. Đó. Nha. Thằng này đặc biệt là con này chứ không phải thằng này, con này nè. Còn cái thằng này là cái thằng này, cái con. Đặc biệt là này, vàng của nó là nó bọc hết. Để mình rơm lên chút. Đó. Nha, nó có thui gì trời. Đây nè, đó. Nó chạy bằng cái kim kim đồng hồ nhỏ ở dưới đó. Nó là của hãng Egin. Thương hiệu Thụy Sĩ. Nha, nó chạy bằng kim dây nhỏ ở dưới đó. Rồi phần chạy là xong rồi nha. Còn phần vàng nó bọc từ càng luôn, đọc từ càng nấm ra đây luôn, đọc xuống đọc dòng hết vàng thật nha anh em, chứ không phải là vàng giả nha, nó bọc vàng chứ không phải là mạ vàng nha. Này mấy cây này anh em mua không bao giờ lỗ nha, không có đường lỗ, đeo càng lâu càng lời đúng không? Lo nè, bọc cái mí bọc mà nước ngoài nó làm nó hiện đại hơn nè, nó bọc mà. Rồi còn hoạt động bình thường, lên dây cót là nó quất thôi nha anh em, lên theo kim đồng hồ thôi, dặn theo kim đồng hồ là vừa đủ thôi, cứng cái tay là anh em thôi ha. Đó, chạy thôi. Rồi vậy là chạy thôi, hoạt động bình thường. Máy thị bọc vàng, cái này anh em mua mình nói không phải nói giỡn, nói thật nha. Anh em mua vô dây thì mình vô dây xịn cho anh em 100.000 dây nữ, này nam em cũng được chứ cũng không nổi, bọc vàng thật chứ không phải bọc vàng giả anh em nha, bọc vàng dày lắm, về cui về cộm nữa mà giá thì không có bao nhiêu tiền. Để anh em giá là 8 xị, chuyển khoản đủ nhận hàng thanh toán phí ship nha anh em, chuyển khoản trước nhận trước không dễ có cái này. Rồi mình bán cũng lời 50 à, chứ cũng không cần phải nhiều nha. Mình nói thật, bọc vàng thật nha, chứ không phải là nó thổi nó mạ thổi sơ vô rồi kêu vàng nha. Rồi mã số 1 để anh em với giá là 800, bao cho anh em dễ tiệt ra con gạch ta. Số 1 800. Còn đang hoạt động bình thường. Lên cót anh em ngồi ăn cơm, ngồi xỉ răng hay làm bất cứ việc gì, hay là rảnh hay cầm dặn cái máy phát là xong. Rồi số 1 800.
Số 2 là thằng Citizen. Trong này nó ghi bọc vàng nè. À, bọc vàng dày luôn. 20 micron. Cây này anh em bán đồ cũ giống như mình nè, đồng nghiệp á, gọi là đồng nghiệp á. Này cũng cơ cót luôn. Không bao giờ dưới 2 triệu. Không bao giờ dưới 2 triệu. Mình nghề ngành buôn bán mình cũng phải dò giá, mình biết. Dây xịn của Nhật luôn. Gia bàn. Dây nhìn cái dây còn như Nhật nó nhìn đã. Citizen Deluxe 21 review. Finot. Cái này là bắt đầu mình diễn tả ra, chạy là chạy rồi. Đó, anh em coi, mặt đồ ngon lành hết á, không có trầy trụa gì hết. Tắt đèn cho nó dễ thấy. Đó. Chạy hoạt động bình thường hết rồi. Cây này mình đeo vô đẹp lắm. Tay mình tay 16, 17, 16 năm 16 rồi. Ngại xíu à. Mà cái xác nó to. Người nặng tới 7 mấy, 80 kg nhưng mà cái tay chút xíu à. Này nó ghi là bọc vàng 20 micron. Vàng cả nắp đít luôn. Nha. Nó vàng từ cả nắp đít đây, nó vàng lên càng, nó vàng xung quanh núm, nó vàng qua, nói chung là 4 cái càng vàng hết, bọc hết, niềm bọc luôn. Còn bộ máy mình không biết lại gỡ, đôi khi bộ máy bằng vàng nữa, mình không biết lại gỡ cái này, cái vàng dặn thì phải cho ba mình dặn được. Này, Citizen 21 review, cái này không còn bọc vàng, nó cũng nằm giá trên 1 triệu rồi, 21 review mà. Cái da là bằng thép đi. Nó cũng là trên triệu rồi. Đây là bọc vàng. Anh em đeo này không bao giờ lỗ. Mà đeo càng ngày càng lời. Lời. Mình nói thì cũng để cho anh em mua. Nhưng mà phải nói đúng sự thật. Bởi vì mình đeo càng ngày càng lời. Miếng vàng này anh em tháo ra phần kim nấu nướng. Nấu nướng xong xào ớt tỏi hay hành tỏi xong là cái bèo lắm, anh em cũng lời được 200 tới 300. Nếu như giá bây giờ mình bán 200-300 là mình tính trừ công trừ cán rồi đó. Còn không trừ công trừ cán lời cả triệu á. Nó bọc rất dày nha. Rồi mã số 2 này em để cho anh em với giá là 1.650.000. Bao anh em lỗ, kể cả dây sắt không cũng giá này rồi. Đừng nói tới vàng 20 micron của Citizen. Xưa cổ vàng xịn nha. Từ kim tới số vàng hết. Cái gì nó màu vàng là nó vàng thiệt luôn. Kiểm định đó nè. Đít cũng vàng luôn. 1.650.000. Nói chung là anh em mà cái ngành vàng á thì anh em chụp liền. Bởi vì nó không có đường lỗ. Nó không có đường lỗ nha. Rồi 1.650.000 mã số 2 là cái thằng, còn cái con 800, cái thằng 1.650.000. Tất cả hình thức thanh toán mình lời cái tiền lẻ. Đó, anh em chuyển khoản đủ nhận hàng thanh toán với giúp mình. Tiền ship cũng có hai mấy nghìn thôi. Anh em mua hai cái cũng hai mấy nghìn, mà mua một cái cũng hai mấy nghìn. Nó cũng có đáng gì hơn bao nhiêu, nhưng mà làm cho nó gọn. Bỏ cái thuốc xuống phần YouTube nó bục. Rồi, mã số 2. 1.650.000. Hai em tiếp tục, hai em năng lượng mặt trời. Một em là USA. Egin USA. Egin giống như cái con này ta, của Mỹ. Này cũng Egin nè. Giống của Mỹ chứ không phải của Thụy nè. Cái mã số 1 800 á, bọc vàng á, Mỹ nha. Nhưng mình không có rành mấy này. Bây giờ mình thấy chữ Egin này nè. Titanium nè, solar năng lượng mặt trời nè. Đang hoạt động bình thường nè. Pin ngon nha, pin ngon. Pin ngon hay pin dở. USA Mỹ nè.
sai 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 36 37 lần. Nam đeo ha. Pin solar năng lượng mặt trời. Lịch ngày góc 3 giờ. Ngày nấm luôn, nấm cũng 3 giờ, lịch cũng 3 giờ. Pin còn tốt. Pin tốt là anh em người ta bán 600. 600 là còn giá rẻ, có anh em người ta bán 700 800. Rồi. Dây Mỹ luôn, Ekin dây Mỹ luôn. Năng lượng mặt trời. Anh em chụp dịch mình chịu á, tiếng Việt nó chưa rõ, nó đánh vần chưa được, nó tiếng Mỹ. Nè USA, Ekin USA, thằng này cũng USA nè, thằng số 1 nè, cái con nè, cái nữ nè. Rồi mình nó Ekin luôn. Rồi mình không có rành là mình kêu thị sĩ á, Mỹ á. Vàng ở bên Mỹ thì nó nhiều. Rồi. Thằng này là hai cái luôn. Hai cái năng lượng hết luôn. Thằng năng lượng thứ hai là của Citizen. Citizen của Nhật. Size cũng 36 37 á. Cái cũng không nhỏ nha. Và làm 36 37 á. Này Citizen. Pin Nhật là pin Eco nha. Này là pin Eco. Năng lượng mặt trời. Anh em lấy hết hai cái. Để anh em giá 600 nha. Rồi còn lấy lẻ, mình ghi lẻ hai cái năng lượng nha, hai cái năng lượng á, chỉ đặc biệt hai cái năng lượng thôi. Rồi, số 3. Nếu lấy lẻ là 400 nè. À. Số 4 nè, lấy lẻ là 350 nè. 350. Pin ngon nha, pin ngon hết, em mua về chỉ biết lên tay là quốc thôi. Chứ không có thay pin thay đồ, cục pin nó mấy trăm ngàn lận. Cho nên anh em mua mấy cái này anh em phải lựa pin ngon anh em mua. Số 3 400. Số 4 350. Nếu lấy hai cái vậy 600. Là mình lời đúng 50.000 hai cái. Anh em sẽ lẻ ra công cán là tùm lum tùm la, mình phải lấy xí lẻ là khác. Khi giật xí lẻ thì số 4 350, số 3 bảo 400 vậy thôi. Rồi. Qua quận. Chỉ có số 1, số 2 là hai nó bọc vàng thôi nha. Bọc vàng thật mà bọc vàng nhiều á. Bọc dày á, chứ không phải là nói tào lao biết đâu à. Nó đeo không có đường lỗ, đã nói rồi. Nói chung là bả đường nó đi, không có đường lỗ. Rồi. Anh em nào biết ngõ hay là hạt mua siêu tầm đồ cổ. Cơ. Nha, cơ. À, cơ luôn. Đang ngẫm củ tỏi, cơ một cái cơ. Hai cơ. Cơ không à nha. Cơ cốt hay cơ tự động thì nó tùy, cũng sai cũng to nè. Nó cũng là cơ hết á. Sai này cũng 36 37 nè. Ba cơ. Nhân bịch đó nè, 40 cơ. Hình như là thiếu nắp tùm lum la hết, 50 cơ. Một cơ nè, hai cơ nè. Này đủ nắp đủ đồ nè. Ba cơ nè. 40 cơ nè. 50 cơ nè. À, 50 cơ mà có hai nắp. Cái này là đủ rồi, năm nè. Còn bốn cái có hai nắp thôi nha. Nó thiếu lung tung hết. Rồi. Năm cái này. À, năm cái này để nhẹ cho anh em là để anh em gì sưu tầm anh em gắn vô là làm đồ cổ nha. Còn thích lấy gì lấy. Năm cái này để anh em có giá là 450.000. Ngon chưa? Đâu có ai giá này. Đồng hồ cơ mà chết là chết chứ xác là xác chứ đâu có năm cái là 400 nha. Mình nói thật. Mình chơi thật nói thật ha, không có cơ nào mà năm cái 400 á. Cơ đàng hoàng. Chỉ có cái này là hơi thiếu thiếu phụ tùng nè. Còn mấy kia là nhìn anh em nhìn thì còn thiếu gì đó mình cũng không biết rồi nha. Nhìn rồi anh em nhìn là biết đó. Đa số cũng không ít thiếu. Rồi. Hết hình là 5 cái cơ. Nắp này có rồi nè, còn gọi là 4 cái cơ, hai cái nắp. Nó nắp đấy á, còn cái cơ này đầy đủ nè. Rồi 5 cái cơ như hình vậy. 400.000. 400.000 năm cơ. Rồi. Mã số cuối cùng là cái gì? 5 cái xác nha.
400 khỏi cần số má gì hết. Rồi. Như vậy thôi. Đó, mình hôm nay sáng nay đi quần quần nhiều đó thôi. Rồi chiều coi thử có ra rồi đó coi, coi về ăn cơm xong rồi chiều đi thêm trận nữa. Coi thử có gì không mà ngon lành cành đào không mà hốt tiếp. Có là thôi. Đó, bữa nay thứ bảy chủ nhật thì con mình cấp 1 thì nó cũng nghỉ. Cho nên là cũng có dành chút thời gian đi kiếm chút cơm gạo, thứ nhất là phục vụ mình, bản thân mình, gia đình mình, thứ hai nữa phục vụ anh em đi vui nha. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Bye bye, see you again. Chúc anh em may mắn thành công, anh em coi like lên, chỉ ngón tay lên nha. Rồi, bye bye, see you again.